kênh Trồng Rau và Cây Cảnh TV. Mình là người Lâm Đồng, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Chắc các bạn không biết Lâm Đồng, chắc có nhiều bạn không biết Lâm Đồng là ở đâu đâu nhỉ. Lâm Đồng là một tỉnh mà trong đó có hai thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc. Chắc các bạn biết Đà Lạt đúng không? Rất là nhiều bạn trẻ thích đến Đà Lạt chơi. Là người yêu thích thiên nhiên và cây cối, trong cái mùa dịch lần này thì nhờ có mấy cái cây này á, thì mình cảm thấy thoải mái hơn, mình ở nhà mà vẫn thoải mái hơn, mình để ý hơn về cây cối thì mình nhận ra là chúng có rất là nhiều cái hay. Mà trước nay cái cuộc sống vội vã làm bản thân mình cũng như mọi người có thể sẽ không có nhìn thấy được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây mà cá nhân mình thấy khá là lạ. Tên nó là Calathea Network. Mình thì không có rõ về nguồn gốc của cây này, nhưng mà mình nghĩ là có nguồn gốc từ Nam Mỹ hoặc là Thái Lan, Indo gì đấy. Mình không có biết về họ của nó, nhưng mà mình nghĩ là nó có họ chung với lại là dông, lá dông mình gói bánh chưng á, củ gừng, củ riềm. Tại vì hôm bữa mình có thay chậu cho cây này á, thì mình thấy nó có củ giống với là củ dông. Không biết các bạn có biết củ dông không nhỉ? Về cái lá của nó mình thấy rất là lạ, mình chưa thấy cái hình thức lá như thế này ở ngoài tự nhiên bao giờ. Mình hay gọi vui cây này là cây bất động sản. Nó giống như những cái lô đất trong khu dân cư vậy đấy. Cái cây này thì mình trồng được cũng khá lâu rồi, khoảng 3 tháng. Cây này trong một lần đi Sài Gòn chơi á, thì có vào cái vườn cây cảnh của một cái bạn kia, thì cây này dạng như là vừa bán vừa cho, tại vì nó hình như là cái bạn đấy cũng không có quan tâm lắm cây này. Đối với mình thì mình không có quan trọng về việc yêu thích cây bằng giá tiền, mà là về cái sự lạ của nó. Như cái cây này thì mình thấy rất lạ. Ngoài ra có một cây lạ nữa mà mình cũng thấy thú vị mà nhiều người biết, đó là cây xấu hổ hay còn gọi là cây hoa trinh nữ. Trong một video khác thì mình sẽ giới thiệu về cây xấu hổ cho mọi người xem. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn cách trồng cho người mới và một số cái lưu ý khi trồng cây trong nhà. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn về cách trồng cái cây này nhé. Cây này thì mình tách ra từ cây mẹ thì chúng ta sẽ có được cái cây này. Đây là một cái con được đẻ ra từ trong cái cây mẹ đây. Về cái chậu á, thì mình cũng chia sẻ với các bạn, thì cái chậu mà mình yêu thích nhất để trồng cây đó là chậu làm bằng gốm đất nung. Cái loại này á, thì nó có thể tỏa cái thoát hơi nước mà không có gặp cái vấn đề
như chậu chậu sành, chậu sứ này là không thể thoát hơi nước thông qua những cái thành chậu. Cái loại này thì mình thấy là phù hợp nhất. Về cái việc trồng á, thì mình sử dụng nhiều sơ dừa. Thực ra thì các bạn có thể sử dụng 90% là đất trồng cũng được, tại vì cái loài này cũng dễ sống. Sau đó mình tạo một cái lỗ. Các bạn lưu ý khi trồng là không có chôn quá sâu, các bạn chôn vừa đủ phủ lên bề mặt rễ, không có chôn quá sâu sẽ làm cho cây chậm lớn. Mình cũng không có phủ bề mặt của chậu đầy, chúng ta chỉ chừa khoảng 1,5 cm trên bề mặt chậu. Trên cùng thì mình có thể tải một ít sỏi để vừa cố định thân thân cây không bị rung lắc, mà vừa làm cho cái chậu trở nên dễ nhìn hơn, đẹp hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành việc trồng chậu cây. Sau đó chúng ta tưới đẫm. Các bạn nhớ tưới ướt toàn bộ giá thể. Tưới đẫm lần đầu tiên. Cây này khá là dễ sống. Sau khi trồng thì mình đặt ở cây ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp trong vòng 3 đến 7 ngày. Sau đó các bạn có thể đưa đến nơi nắng mạnh hơn. À, mới trồng các bạn không nên mang vào trong nhà để luôn nhé. Cây này cần nhiều ánh sáng trong cái khoảng thời gian đầu tiên sau trồng để cây ổn định, khỏe mạnh đã. Thì sau đó chúng ta mới mang cây vào trong nhà. Mình sẽ chia sẻ về cái việc đặt cây ở đâu là phù hợp. Thì các bạn có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng, không được quá tối, có ánh sáng ví dụ như là gần cửa sổ, đó là nơi phù hợp nhất. Các bạn có thể mang vào để trong phòng khách cho nó đẹp. Tuy nhiên thì sau khi để trong phòng khách khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì chúng ta nên để mang cây lại nơi ánh sáng có ánh sáng mạnh, khoảng 1 đến 2 tuần để cây có thể phục hồi lại khỏe mạnh đã, thì sau đó chúng ta mới có thể mang vào phòng khách đặt. Chứ nếu không thì cây có thể sẽ bị đuối sức và chết. Còn về vấn đề tưới thì chúng ta khi mà trồng cây trong nhà, các bạn lưu ý là nó không có ánh nắng trực tiếp thì cây sẽ rất là lâu thoát hơi nước. Vì vậy á, thì mình sẽ tưới một lần, sau đó từ 4 đến 5 ngày, có khi lâu hơn chúng ta mới tưới lại. Kiểm tra giá thể,
Nếu mà giá thể các bạn sờ vào nó còn ẩm thì không cần tưới. Khi mà giá thể mà nó đã khô rồi á thì các bạn mới cần tưới. Không nên tưới nhiều vì sẽ có thể làm bị úng rễ và thối rễ, làm cho cây các bạn bị chết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Lần đầu tiên là làm video thì có những cái hạn chế cũng như là nói vấp hoặc nói nhỏ, thì mong các bạn ủng hộ cũng như là góp ý vào phần comment để mình có động lực cũng như là làm sao để cho ra cái video phù hợp hơn. Các bạn cũng có thể để lại câu hỏi về cây và các lưu ý khi trồng cây để mình có thể trả lời cho các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment ở phía dưới nhé.